Chết hay gì? Vô tắm luôn đi con. Vô tắm luôn mày. Tôi xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Woo. Và hôm nay mình sẽ chơi một tựa game. Nói về tựa game và Hitman mày. Mình hôm nay mình sẽ đóng vai vào Hitman để mình triệt phá những giết ai đó mình không biết. Mình cũng chả biết luôn mày. Mới vô game luôn mày. Đấy. Mà nói gì đó, ấn enter để mở cái nhóm nhắm lên mày. Hello, em đang quan sát anh nè. Ủa, bắn chỗ nào nha? Tìm cái ông gì vậy? Ra đây. Thôi rồi, chán anh thiệt nha. Gái gu đây nè. Anh bắn chết nhỏ trước. Trời ơi. Trời ơi, easy. Ok, mình được 5.000 đô luôn mày. Một vụ được 5.000 đô. Bắn cái tạch cái xong. Giàu không khó vậy. Ok, và mình sẽ có giết hai cái hàng bảo vệ và giết cái ông gì vậy bạn. Ok, mình biết rồi, phải kiếm thằng... Nói nhiều quá nha. Giết hai thằng bảo vệ à, chắc đấy bạn, này đây đúng rồi. Hello. Đâu nữa? Thằng kia vô tỏi bạn. Dùm vô, dùm vô, dùm vô. Phục. Sao giết cái thằng con này hả? Ui, trẻ quá rồi mấy em ơi. Trời ơi, nhìn gì nhìn gì. Chết luôn đi. Chết luôn đi. Trời. What? Bắn gì hút? Hết mày. Thằng ai bơi gì bắt mắt bị lé bắn gần vậy còn hụt nữa phải. Chán thiệt. Game khá là cuốn nha bạn. Ok bạn, mình sẽ trở lại với nhiệm vụ mới. Nhưng mà mình phải mình được nhận 100.000 các bạn. Mình sẽ nâng cấp súng lên nhiều thiệt. Nâng cấp lên. Vô nhiệm vụ mới bạn. Ok, vô mình sẽ giết mình không biết nữa. Nói chung là hướng dẫn thì mình làm thôi bạn. À cái này quay chậm ngon ngon ngon. 2 thằng. Trời ơi. Headshot là dễ bạn. Nhích cái đầu lên không? Nhích cái đầu lên không? Nhích cái đầu lên là chích. Ui, easy. Xem lại, ông ngồi nè, ông ngồi nè. Chết đi. Headshot. Trời ơi. Cũng hên thôi. Chứ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Mở ra cái gì? Ủa ngon ngon ngon. Trời ơi, chứ mình nãy giờ mình bắn chơi mình bắn hù ổng thôi bạn. Tại mình bắn hù ổng thôi chứ mình bắn chuyên nghiệp lắm. Không ai làm mình đâu. Thiệt.
Ok bạn, sau khi mình coi xong mà nó không cho mình cây súng mình phải hoàn thành hai kia nữa bạn, buồn vãi. Và mình sẽ vô nhiệm vụ mới luôn. Nhận nhiệm vụ mới bạn. Tại nãy mình giỡn nhỏng thôi bạn, cho ông sợ tiêu giá được thôi. Ờ, kiếm cái gì? Ồ, giết 4 người. Đây nè, đây nè. Ui. Bay nhanh bạn, cho skill bay nhanh. Mắc nhiều hơn, mắc nhiều hơn. Khung, chết rồi. Chết. Đây nè, canh ở đây nè. Đấy. Ui, sợ thôi mình bắn. Đấy, mình bắn cho nó sợ thôi bạn. Người hết người. Đây nè, đục này. Sử dụng skill. Mắc gì không? Phum, mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. Hello. Headshot. Hùi. Game nó gọi là dễ. Hồi nãy tại mình bắn cái hàng kia cho giận nó chạy như mình giỡn giỡn nó xíu bạn. Trời ơi, xuyên người liền, xuyên táo liền. 15.000 đô. Hứ, phê. Tiếp tục. Vô nhiệm vụ các bạn ơi. Yes. Ok các bạn, mình thắc mắc là mấy ông này kiểu như mấy ổng là có một căn nhà các bạn. Chết một chỗ luôn các bạn. Mấy người xem. Mình xuống đáng. Mình sẽ bắn lên đây nè. Rồi được gà là gì ta? Cái thằng nào nha. Ôi nhắm lộn bên các bạn. Nhắm lộn bên. Headshot, tao bắn chết hết luôn, không biết ai không. Nằm chỗ liền. Trời. Khỏi nháy. Nhìn chỉ có ăn gì thôi. Chạy hộ tao cái. Headshot. Đạn như cây súng. À lộn. Đạn như tên lửa vậy. Phiu. Mất tiêu. Thanh mà mở coi được gì các bạn. Pum. Được cái bán súng với 15.000 đô nữa. Các bạn, mình mở được cái này là có nghĩa là nó cho mình biết cái gọi là cái mục tiêu của mình sẽ có gì các bạn. Ok, bước vào nhiệm vụ tiếp theo, nhận nhiệm vụ. Phá hủy 4 cái trụ các bạn. Hay 4 cái trụ mà nó hồi nãy mình ấn cái dấu mắt lên có một màu đỏ. Tiếp tục. Vô. Nè, mình sẽ cho bạn coi là mình cần phá hủy gì. Đây nè, giống như cái này nè các bạn. Một vật. Sorry nha. Hù xíu thôi. Đây bạn. Đây nó cho mình biết luôn. Hello. Giật mình nè. Xíu. Phục. Nó không biết luôn. Nó không biết luôn mày. Đây. Vả liền con vịt. Mình là sniper chân chính mà bạn. Easy. Ủa mày sniper cơ mà. Thêm vịt nữa hả? Mất tiêu nè. Mất tiêu luôn. Đâu? Kêu cho. Dạ. Muốn chết hay gì? Vô tắm luôn đi con. Vô tắm luôn mày.
thống mát nè. Ồ, khe đạn kiểu mới. Ừ. Vãi. Hô. Ngầu ngầu. Đây là kẻ địch của mình luôn nè các bạn. Chết. Headshot. Ủa, thằng đó đâu ta mà sao mình không... Security. Headshot. À, mình phải gà đạn tiếp bạn. Vãi. Nốt nha. Nó chịu nha. Thường thường ổng ở đây nè các bạn mà mình... Gì đây? Chết luôn đi. À, mình phải đạt được 150 điểm. Thôi trời ơi. Hai táo luôn. Boom. Trời ơi. Ông còn bay rồi. Quá loằng thiệt. Bay một phát văng quanh tới ghế bên kia luôn. Không thể tin được. Ủa, chế độ mới Death Valley là gì vậy bạn? Mình cũng chả biết nữa. Ok. Thôi từ từ. Mình từ từ các bạn, từ từ mình sẽ chơi chế độ này. Giờ mình sẽ kiếm được cái... Ok. Ủa, còn thiếu bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo bạn. Nhiệm vụ có lẽ là hết cái nhiệm vụ này mình sẽ gần gặp lại tại đây. Rồi mình sẽ kiếm được cái súng kia rồi mình sẽ qua chơi chế độ mới đó. Các bạn hãy đón xem nha. Còn Royal Battleland thì mình sẽ làm sau. Game này cuốn các bạn, đúng không? Ok, vô. Mình sẽ sử dụng cái gì á. Mình sẽ bắn mấy cái chỗ nổ các bạn. Đây nè. Chú. Rồi, mất điện. Cái này là gì? Rồi bắn gì nữa? Nói xem. Trời. Cái gì vậy? Đứng trước chi vậy? Nhìn nè bạn. Ủa, mất tiêu mới thấy xác nữa đây mà. Phum. Easy, mất điện, nó sẽ mất điện hết bạn. Trời, cái gì đây? Ngay chim. Trời ơi, chuyên nghiệp quá bạn. Đúng. Còn đâu nữa? Đâu nữa. Đây à, mình phải kiếm rồi các bạn. À, bên đây. Coi nè, coi thằng này nó văng nè các bạn. Trời ơi, đã phải. Giết người xíu coi, thằng này có phải là cái gì không? Chập điện rồi. Thôi cho giữ xe tao không bắn đâu. Thanh niên nghĩ nè, có té xuống hồ nè các bạn. Rồi thanh niên chuẩn bị chết cháy rồi. Ui anh ơi, đứng nói chuyện anh ơi. Hello anh. Rồi, anh. Sắp tới ngày của anh rồi anh. Siêu đại siêu nhanh nè. Phum. Trời ơi. Tóc đỏ ánh sáng mà anh ấy nằm luôn. Rồi giết luôn này đi. Trời ơi. Ghét quá giết. Coi mình mở ra được gì nha các bạn. Rồi mình sẽ kết thúc tập này. Cũng được các bạn. Ok, tập này mình đã đến đây thôi. Nếu bạn thích video này hay để lại một like, một subscribe nha. Và ngoài ra chia sẻ lên coi thêm một lần làm tiếp cái tập sau. Và hôm nay là chúc bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.